luôn nhận thức sâu sắc xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức hội. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy đảng, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc, Đà Nẵng đã cụ thể các nội dung bằng những kế hoạch sát thực tế, triển khai đồng bộ từ cơ sở đến thành phố thông qua các hình thức đa dạng như cuộc thi trực tuyến, các hội thi, giao lưu cùng các phong trào thi đua mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa. Trong năm đã xuất hiện nhiều mô hình phong trào, phần việc tiêu biểu với 131.000 hành động trên phần việc, cử chỉ, việc làm ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Hội cũng đã phát huy được vai trò mở rộng hợp tác, đáp ứng nhu cầu tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ hội thì nhiệt tình, tâm huyết, phấn đấu nâng cao các năng lực trình độ, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Cùng với những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tập trung nghiên cứu, kịp thời đề xuất các chính sách, đề án phù hợp với thực tiễn đặt ra và nhu cầu nguyện vọng của các cấp hội, như tăng mức khoán kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, chi hội phụ nữ, tăng mức phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ chi hội trưởng, ban hành quy chế xét tặng giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu thành phố, ban hành đề án xây dựng mạng lưới kết nối nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp tham gia phát triển kinh tế xã hội. Tham mưu ban hành nghị quyết số 51 ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về cấp bổ sung nguồn vốn 13 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển. Qua đó giúp các hội viên đã mạnh dạn đề xuất kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của các cấp chính quyền, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước, thực thi các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Thì các chị rất tham gia, rất nhiệt tình, trách nhiệm và năng động sáng tạo, đã có những hoạt động mô hình 2 trong việc mà xây dựng chính quyền, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, cũng như là những mô hình giúp chị em phụ nữ thoát nghèo, an sinh xã hội, cũng như có những mô hình mà góp phần cùng xây dựng phường An Khê ngày càng xanh sạch đẹp. Vượt qua những khó khăn thách thức, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các hội phụ nữ tổ chức rất nhiều hoạt động phong trào thi đua để tập hợp, thu hút, vận động hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tổ chức hội, qua đó góp phần và phát triển kinh tế xã hội cùng với thành phố. Nhiều hoạt động giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đã khuyến khích và phát huy quyền làm chủ, sự tham gia của phụ nữ Đà Nẵng trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật. Thông qua các kiến nghị, đề xuất và trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.